Đây là đối tượng Hồ Văn Kiều, 32 tuổi, trú tại xã Crong Búc, huyện Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vì đã lừa vay chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng. Điều tra ban đầu cho thấy năm 2019, Kiều bắt đầu hoạt động mua bán xe ô tô cũ với quy mô nhỏ trên địa bàn huyện EK. Đến năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Kiều làm ăn thua lỗ và phải vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư kinh doanh. Đầu năm 2023, Kiều xác định mất khả năng trả nợ, nhưng vì muốn giữ thể diện nên tiếp tục vay mượn, nhận tiền mua xe, tiền góp vốn làm ăn của nhiều người, với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng. Sau đó bỏ trốn đến thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và cắt đứt liên lạc với những người cho vay. Tới tháng 5, tháng 6 của 2023 thì bắt đầu nợ ngày càng nhiều lên, lại sinh lại, cho nên là bắt đầu mất khả năng chi trả và xoay vòng. Tới hiện tại bây giờ thì em nợ số vốn lên tới tầm hơn 30 tỷ. Sau khi mà đã mất khả năng trả nợ thì đối tượng vẫn không có thông báo cho những cái người mà đã vay tiền biết, mà tiếp tục là đưa ra thông tin vay mượn tiền để làm ăn, đầu tư về cái việc mua bán xe ô tô. Sau đó thì đối tượng là có mượn sử dụng hình ảnh của một số salon ô tô khác để đăng bài trên trang cá nhân hoặc gửi cho một số cái người để người ta tin tưởng vay tiền. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Hồ Văn Kiều theo quy định của pháp luật.